bác sĩ rưng rưng tạm biệt mẹ lên đường. Bệnh viện là chiến trường, thầy thuốc là chiến sĩ. Cuộc chiến không ngừng nghỉ, cứu mạng người ngày đêm. Ánh mắt bao bệnh nhân bỗng trở nên thân thiết, lệ tràn mi hy vọng bao người mong phía sau. Không thể đêm tính suy hơn thiệt, giữa chiến trường ác liệt, mặc tay chết kề bên, mặc hiểm nguy lây nhiễm, thiếu ngủ sức hao mòn, nhớ nhà thêm nhớ mẹ. Đội ngũ y bác sĩ vẫn bám trụ ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch, ta quyết giành chiến thắng. Đêm thay ca chớp mắt, lời con gái vọng về, mẹ sao đi lâu thế, ôi nỗi xót xa. Dưng dưng tạm biệt mẹ lên đường. Bệnh viện là chiến trường, thầy thuốc là chiến sĩ. Cuộc chiến không ngừng nghỉ, cứu mạng người ngày đêm. Ánh mắt bao bệnh nhân bỗng trở nên bao người mong phía sau. Không thể đêm đông đó không tính suy hơn thiệt, giữa chiến trường ác liệt, mặc cái chết kề bên, mặc hiểm nguy lây nhiễm, thiếu ngủ sức hao mòn, nhớ nhà thêm. Vẫn bám trụ ngày đêm trên tuyến đầu chống dịch, ta quyết giành chiến thắng. Đêm thay ca chớp mắt, lời con gái vọng về, mẹ sao đi lâu thế. Chiến công thầm lặng tặng mẹ hiền.